Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ vừa thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thị Thu Hiền, sinh năm 1985, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, và Trần Ngọc Yên, sinh năm 1996, trú tại xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, liên quan đến đường dây làm giấy tờ giả, quy mô lớn. Khám xét chỗ ở hiện tại của Hiền, cơ quan công an thu giữ hơn 10.000 tờ giấy khám sức khỏe, giấy ra viện có hình dấu chữ ký để tên của một số bệnh viện lớn ở Hà Nội. Trên các tờ để chống ảnh thông tin của người đề nghị khám sức khỏe, người bệnh và đã ghi nội dung khám có chữ ký đứng tên bác sĩ khám kết luận. 16 con dấu quốc huy có nội dung tên của các bệnh viện, 115 tên dấu chức danh các loại. Liên quan đến đường dây này, trước đó cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ phát hiện bắt giữ các đối tượng gồm Mai Văn Kỳ sinh năm 1987, Đỗ Thị Ngọc Ngà sinh năm 1991 đều thường trú tại thôn Tử Đông, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên về hành vi sử dụng giấy tờ giả.